Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay thì Vũ Đen Phúc Tuấn em xin giới thiệu với tất cả các bác một tác phẩm Bình Hoa Sen ạ. Và trước tiên thì em xin giới thiệu qua về cái cơ sở sản xuất của bên Vũ Đen Phúc Tuấn bên em. Địa chỉ ở làng nghề Ngọc Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng và tỉnh Hải Dương. Và tác phẩm này của bên em chế tác là một 19 cành các bác nhá. 19 cành. Và cái kích thước của bên em sẽ đo từ mặt đất, từ cái mặt đất này đến tận cái ngọn của cái đụ hoa này là của em cao là 88. Và chiều ngang thì em sẽ đo những cái đến cái đầu mép của hai cái lá này là 65. Và chiều sâu thì đo từ này đến cái từ cái bát này đến cái bát này là 50. Đấy, đó là kích thước. Nói chung là cái này của em thì nó sẽ trên 1-2 phân hoặc là những cái đường uốn của bên em cắm. Kích thước thì nó thực là như vậy, nhưng cái bình khác của bên em sẽ nó cũng xem vừa như nhau thôi, vì những cái đường cái cặp hoa này này là bên em uốn lượn thì nó sẽ lệch trong một vài phân gì đó thì nó không đáng kể. Nói chung là các bác, nếu mà anh chị nào quan tâm thì hãy quan tâm cái bình và cái số lượng của cái cành hoa. Như cái cành hoa này của em là 19 cành các bác nhá, cắm vùng quanh của cái lọ này là 19 cành. Thì đây em sẽ quay cho anh chị quay một vòng trước đã, rồi sau đó thì em sẽ quay sát vào cho anh chị ngắm từng cái nét làm hoa lá của bên em nhá. Ở đây ạ, anh chị thấy ạ, cái hàng này thì bên em cắm vùng quanh rồi cắm tứ diện hết các bác ơi, cắm tứ diện hết nhá. Và hàng này thì anh chị có thể là tháo rời ra được để cắm ra cắm vào được, nó như là một cái bông hoa thật thực ấy, và cũng tháo ra cắm vào được các bác nhá. Nhưng cái này thì bên em thì làm 3 đoạn cắm, có nghĩa là như ví dụ như cái lá này là bên em các bác có thể tháo ra cành này được này các bác này, để thứ nhất là cái vận chuyển và cái thứ hai là cái cắm vào cái bình này cho nó dễ hơn. Sau khi nếu mà anh chị nào mà đặt vị trí đúng một cái vị trí và cố định ấy, thì anh chị có thể là gắn trực tiếp cái phần keo 502 vào đây để cho nó cố định chắc vào luôn. Và nhưng bên em thì bên em sẽ làm để cắm ra cắm vào được để còn vận chuyển nữa, nên là bên em sẽ không làm gắn cố định vào được, thì bên em sẽ để thôi. Nhưng mà cắm bình thường thì nó cũng rất là chắc anh chị ạ. Đây này, zoom thoải mái cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà anh chị nếu mà anh chị nào muốn chắc hơn thì anh chị có thể là cắm vào dính keo vào anh chị nhá. Rồi ok, em sẽ quay sát vào cho anh chị xem những cái nét đục của bên tượng gỗ đẹp Phúc Tuấn bên em này. Và anh chị xem ngắm cho em về những cái cánh hoa. Đấy, anh chị đi cắm cánh hoa cho em ạ. Và anh chị trên đường nét những cái cành hoa bên em này. Cái đường vân này anh chị nhá, cái đường vân này là vân gỗ tự nhiên này. Các bác nhìn thấy cái đường vân gỗ đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Và anh chị ngắm cho em vào những cái lá này. Cái lá này. Đấy, anh chị thấy giống những cái lá này là của cái cánh hoa đấy ạ. Và bên em làm rất là kỳ công nhá. Rất là kỹ nhá. Và đây bên em làm cả những cái nhị này. Đấy, bát này, cái nhị này. Đấy anh chị thấy không? Kỹ càng không ạ? Cực kỳ là kỹ càng luôn anh chị ơi. Rồi, cánh hoa nào cũng như cánh hoa nào hết các bác nhá. Đấy anh chị thấy không ạ? Đấy, đều có cánh như nhau không? Anh chị này, đây những cái lụ này. Cái lụ này anh chị nhìn này, những cái lụ bên em làm rất là kỹ nhá, giống như là cái lụ thật luôn anh chị ạ. Đấy, đây là những cái lá này. Đây là cái bát này anh chị nhìn này, ngắm cả những cái bát này anh chị nhá. Ngắm cái bát này bên em làm như thực luôn. Có cái đường vân của cái gỗ mun đôi công này anh chị thấy này. Vân thì anh chị không phải nghĩ đâu, cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá. Từ những cái nét bình thì bên em làm một cái vân bình cũng khá là đẹp luôn anh chị ơi. Và đấy ạ, anh chị thấy không? Một cái nét đẹp rất là đẹp luôn này, cái lá này. Hàng này thì bên em làm rất là kỹ nhá, anh chị nhìn ạ. Cái lá này của bên em thì bên em sẽ làm những đường gân lá này anh chị này. Đấy, kỹ càng không ạ? Cực kỳ là kỹ càng này. Và với bên em thì truyền thống làng nghề khoảng hơn 400 năm làng nghề rồi, nên là cái những cái nét đục của bên em thì các bác yên tâm về cái lối nét đục của bên em các bác nhá. Và anh chị nếu có những cái cành này anh chị này, cái cành này thì bên em sẽ làm bằng một cái gỗ, không phải cái gỗ monocoque, nhưng bên em sơn màu lâu này để cho nó giống cái cành nó khác biệt so với cái gỗ này đi, để tạo ra cái thẩm mỹ của cái bình này, đúng không ạ? Nếu mà cùng một loại gỗ thì nó sẽ lại không nổi bật được cái bình, nên là em sẽ sơn cái màu lâu lâu này vào các bác nhá, sơn màu lâu này vào để cho tác phẩm nó lộng lẫy hơn và nó sẽ có màu khác biệt hơn. Vì cái hoa này với cả cái cành thì nó để tạo ra cho một cái cảm giác một cây đẹp hơn. Đây là bên cái thân này màu lâu hơn so với cái hoa với lại cái lá. Đó anh chị nhá.
Và đây cũng là toàn bộ cái tác phẩm ở bên em chế tác một tác phẩm bình hoa sen. Này chị này, đây em quay lại một vòng cho chị ngắm thưởng lãm. Chị này, bình này. Chị mua bình và đặt ở trên cái bàn nước thì mình thì rất là tuyệt vời đấy chị ạ. Vì bình hoa sen này các bạn này cắm sen, hoa sen này thì hoa bằng gỗ và cắm cũng rất là đẹp này anh chị. Có thể trưng cắm không, nó không sợ gì là để úa hay bị tàn gì cả. Và nếu mà anh chị nào mà có cái bàn thờ to nhà mình thì nếu mà anh chị muốn trưng băng sen thì cũng có thể là bày được cái bình này. Ở bình này của em khá là to đấy ạ, khá là to để đo kích thước bình này luôn cho anh chị nhé. Ở bên em cũng có cái mẫu này trên bàn thờ nhưng mà cái mẫu để là trên phòng khách thôi. Ở trên bàn thờ thì bên em thường làm cái mẫu nó bé hơn, khoảng tầm 11 đến 13 cành thôi, 13 cành thôi và nó bé hơn các bác nhá. Và đây ạ, cái em sẽ đo kích thước của cái bình này này. Cao là đến cao của cái bình là cao là 32 anh chị nhá. Cao là 32 và đường kính bình nó rơi khoảng tầm là 24 phân. Đường kính bình này 24 phân, cao 32 phân. Đó chị nhá, vì cái này bình này của em khá là to đấy anh chị ạ, khá là to. Đây là cái này thì chị thích hợp cho anh chị bày trên cái phòng khách của mình thì rất là hợp. Rất là hợp. Còn anh chị nào mà muốn bày lên phòng thờ nhà mình thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0977 355 637 để anh chị có thể là đặt hàng trực tiếp. Và những cái mẫu nó nhỏ hơn đấy chị nhá, nó nhỏ hơn. Vì cái mẫu này thì bên em hôm nay là chỉ giới thiệu cho anh chị mẫu để trên cái phòng khách để tạo ra cho một cái phòng khách của mình nó sang trọng hơn, nó đẹp hơn và nó có những cái hoa lá thì nó tạo cho phòng khách mình nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Vâng, đó là cái toàn bộ về cái tác phẩm bình hoa sen chất liệu bằng gỗ mun nô công của bên nhà em. Và em cũng xin đọc lại cái kích thước của tác phẩm. Chiều cao là 88, ngang 65 và chiều sâu là 50 phân. Và đó là kích thước thực của tác phẩm bình hoa sen này. Và anh chị nào ở tỉnh xa không thuộc tỉnh Hải Dương của bên em thì bên em vẫn ship hàng tận nhà cho tất cả các quý anh chị được. Vì bên em sẽ chuyển phát qua đường bưu điện thì anh chị gửi về nhà, anh chị có thể kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà giúp em nhé. Nên là anh chị nào ở xa thì cũng có thể là giao lưu ủng hộ bên Tượng Bồ Đẹp Quốc Tế bên em. Cái bình hoa sen mà bên em đủ rất là kỹ và rất là bắt mắt này. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn anh chị và